Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Corolla Cross nhé. Dòng xe thuộc phân khúc crossover gầm cao 5 chỗ cỡ trung của nhà Toyota. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11 của năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Corolla Cross này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu muốn sở hữu cái dòng xe thuộc phân khúc cực kỳ ăn khách của nhà Toyota sẽ có thể nắm được. Với Corolla Cross thì sẽ có 3 phiên bản để cho anh em lựa chọn, bao gồm phiên bản Corolla Cross 1.8G, 1.8V và 1.8 HEV. Với sức cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều đối thủ ở trên thị trường thì dòng xe Corolla Cross này đang cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V, cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-30 hay là với rất nhiều các dòng xe khác, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ về cái mức khuyến mại, về mức quà tặng và tính tổng lăn bánh để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà phù hợp nhất với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Corolla Cross 1.8G. Bản này thì đang có mức giá là 755 triệu với cái chính sách giảm tiền mặt lên đến 40 triệu và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 820 triệu. Trả góp thì đang là 220 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 808 triệu. Trả góp thì đang là 204 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 789 triệu. Trả góp thì đang là 186 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói nhé, thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Hiện tại thì bên em cái bản 1.8G này thì cũng tương đối là nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Mức ưu đãi thì vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em, anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Corolla Cross 1.8V. Bản này thì đang có mức giá là 860 triệu. Với cái chính sách giảm tiền mặt thì lên đến khoảng 40 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, một bộ cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 930 triệu. Trả góp thì đang là 247 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 923 triệu. Trả góp thì đang là 230 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 905 triệu. Trả góp thì đang là 212 triệu. Với cái bản 1.8V này thì bên em cũng đang rất là sẵn xe để có thể giao ngay cho anh em. Mức ưu đãi cũng như là tổng lăn bánh như trên thì anh em cảm thấy phù hợp thì có thể gọi điện cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Corolla Cross 1.8 HEV. Bản này thì đang có mức giá là 955 triệu. Với cái mức ưu đãi giảm tiền mặt thì lên đến 55 triệu. Cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ và một bộ lót cốp. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 030 triệu. Trả góp thì đang là 273 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 028 triệu, trả góp thì đang là 254 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 009 triệu, trả góp thì đang là 236 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em về giá xe, về khuyến mại, về quà tặng cũng như là tính tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Corolla Cross ở thời điểm ngày 17 tháng 11 của năm 2023. Rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em gửi bảng tính lăn bánh chi tiết
Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.